9 giờ sáng ngày 26 tháng 7, một nhóm công nhân cũng mở nắp cống trên đường Trần Văn Dầu, huyện Bình Chánh dọn dẹp rác. 4 người chia thành 2 nhóm, một ở dưới, một ở trên thì phát sinh sự cố. Một người ngộ độc khí ngất xỉu, người còn lại tìm cách ứng cứu cũng ngất ở độ sâu hơn 2 mét. Người dân nghe thấy tiếng kêu nên chạy ra, hô hoán nhau tìm cách giúp. Nhìn xuống bên dưới miệng cống hẹp, độ sâu lớn và có nước, mùi hôi đậm đặc. Một nam công nhân bám các thanh sắt để bước xuống cống, tìm cách đưa người ngất xỉu lên với đồ bảo hộ là một khẩu trang mỏng. Phía trên, các công nhân, người đi đường cũng xúm lại để hỗ trợ. Một số người xuống cống cũng bị ngất xỉu. Người dân và các công nhân phối hợp với đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an huyện Bình Chánh đã cùng nhau đưa 4 người lên và họ đã bị ngộ độc khí nhưng nhẹ hơn. Công an sau đó cũng đưa nạn nhân cuối cùng ở dưới cống lên bờ, tuy nhiên người này đã tử vong. Phía bệnh viện Chợ Rẫy cho biết 4 nạn nhân vẫn đang được cấp cứu, các công nhân được giao nhiệm vụ thoát 5 cống. Trước khi sự việc xảy ra thì các cống đã được mở ra 20 phút để bay mùi, bay hơi.